Một cái vụ, ví dụ hết sức là ví dụ và rất là điển hình. Ví dụ như người mình yêu thì nó không có yêu mình, mà cái người mà mình không yêu á thì nó cũng đéo yêu mình luôn. Còn cái đứa mà mình ghét á thì tất nhiên là nó sẽ ghét lại mình, mà cái đứa mà mình không có ghét á thì tự nhiên nó ghét mình. Ngộ ha, giật mong mà. Cái người mà mình quan tâm á thì người ta đi quan tâm người khác, còn cái người mà mình không quan tâm á thì cái người đó cũng đi quan tâm người khác luôn. Cái người mà mình tôn trọng á thì người ta nghĩ người ta trên cơ mình, rồi người ta đè đầu cưỡi cổ mình. Còn cái người mà mình không tôn trọng á thì người ta khinh mình luôn má, người ta coi thường mình luôn. Cái người mà mình coi là bạn thân á thì nó có bồ nó bỏ mình, mà cái người mình không coi là bạn á thì nó đâu có chơi với mình. Cái người mà mình cho nó mượn tiền á thì nó chưa có trả mình, còn cái người mà mình chưa cho nó mượn tiền á thì nó đang tìm cách mượn tiền của mình. Bởi cuộc đời nó vậy đó. Người ta thường nói có câu là cuộc đời này nó trái ngang lắm. Ít nhất á, trái ngang á là còn có bên này bên kia, còn đằng này á, cuộc đời nó đứng hẳn về một bên luôn.